Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Bình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Ba Đồn. Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Bình trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phóng sự nửa thế kỷ một niềm tin, ghi nhận những kỷ niệm đầy xúc động của các thương nghệ sĩ, diễn viên, đoàn văn công nhân dân Quảng Bình đối với Bác Hồ. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơi, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 18 tháng 5, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình và cả ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 2 đã có các buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy để vận động bầu cử. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình, gồm ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Bình, ông Lê Phong Hồng, Trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 đã trình bày chương trình hành động sau khi trúng cử, nhận thức sâu sắc về vai trò, chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Các ứng cử viên khẳng định sẽ luôn sâu sát, gần gũi với nhân dân, trong dân và vì nhân dân. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, các ứng cử viên được tín nhiệm sẽ kịp thời đề xuất các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân, nhất là chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri đề xuất kiến nghị các chính sách về bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế biển, các chính sách đảm bảo sinh kế cho người dân sống gần rừng và các chính sách phát triển kinh tế xã hội khác của địa phương. Cử tri huyện Lệ Thủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đồng thời tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử nêu cao tinh thần, nói đi đôi với làm, thiết thực quan tâm vấn đề bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo, các chính sách phúc lợi xã hội, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cảm ơn các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ phát huy hết trách nhiệm, tâm huyết, khả năng, không ngừng nâng cao năng lực, thực hiện nói đi đôi với làm, xứng đáng là người đại biểu Quốc hội của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung. Cũng trong ngày hôm nay 18 tháng 5, ông Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và cả ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Quảng Bình đã tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa để vận động bầu cử. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành trong tỉnh và lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa. Sau phần giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14
nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Quảng Bình, gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bà Đinh Thị Dung, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến, huyện Minh Hóa, bà Cao Thị Giang, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến, huyện Minh Hóa, ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, bà Trương Thị Tư, Giám đốc Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình, đã trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Theo đó, các ứng cử viên khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để xứng đáng với vai trò trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội. Tăng cường thâm nhập thực tế, nắm rõ tình hình từng địa phương để kiến nghị đề xuất với chính phủ có những quyết sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình xứng với thế mạnh và tiềm năng của tỉnh nhà. Thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực thi chính sách pháp luật ở địa phương, nhất là các giải pháp phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên quan tâm gần gũi và tiếp xúc với cử tri để lắng nghe, phản ánh trung thực những vấn đề bức xúc, những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cử tri huyện Tuyên Hóa đã đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên và bày tỏ một số tâm tư nguyện vọng, nhưng mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình và phải thực hiện đúng nội dung chương trình hành động như đã hứa với cử tri. Nói đi đôi với làm, đặc biệt là phải có chính kiến tại các diễn đàn cơ quan quyền lực nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp cho nhân dân. Quan tâm hơn nữa đến các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội đối với các vùng sâu, vùng xa. Chiều nay ngày 18 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy. Cùng làm việc có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện ủy Lệ Thủy đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng thời gian qua và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Lệ Thủy. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao vai trò cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống người dân. Đồng chí yêu cầu huyện cần chủ trọng kết hợp chính sách phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Căn cứ vào vị trí địa lý, lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương, Lệ Thủy cần tập trung đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao nhằm nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho nông dân. Sáng nay ngày 18 tháng 5, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Bình đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Quảng Phong, xã Quảng Hòa và xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn. Cùng đi có đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các địa phương trên địa bàn thị xã Ba Đồn cơ bản đã hoàn tất. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn xóm và hình ảnh trực quan đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân, của các cử tri trong việc sản xuất lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phường Quảng Phong có 3.296 cử tri tham gia bầu cử tại 5 đơn vị bầu cử, xã Quảng Hòa có 7.000 cử tri với 9 đơn vị bầu cử và xã Quảng Lộc có 4.288 cử tri bầu cử tại 8 đơn vị bầu cử. Các địa phương nói trên đều có đông đồng bào theo đạo Công giáo. Trong đó, phường Quảng Phong tỷ lệ đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 49%, xã Quảng Hòa 80% và xã Quảng Lộc 75%. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các xã phường nói trên và lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã thường xuyên quan tâm, bám sát và nắm chắc cơ sở, ổn định tình hình, tăng cường tuyên truyền động viên bà con giáo dân phát huy vai trò của người cử tri để tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tại một số thôn có đông bà con theo đạo Thiên Chúa,
bà con giáo dân đã và đang đón chờ ngày bầu cử với tinh thần nghiêm túc để thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân. Bà con giáo dân nói riêng và toàn bộ cử tri của thị xã Ba Đồn đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử với niềm tin và kỳ vọng mới đối với những vị đại biểu được bầu vào các cơ quan dân cử. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế và làm việc với lãnh đạo các địa phương, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền các xã phường và thị xã Ba Đồn trong việc chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử sắp tới. Đồng chí lưu ý, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, vì vậy cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp cần soát xét lại tất cả mọi công việc liên quan đến công tác bầu cử như khu vực bầu cử, việc phát thẻ cử tri, treo cờ tổ quốc và trang hoàng băng rôn biểu ngữ, tạo không khí sôi nổi phấn khởi của ngày hội lớn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng bà con nhân dân và cả cử tri, không để các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền để có hành vi xuyên tạc kích động người dân đi theo những luận điệu sai trái, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Hoàng Đăng Quang cũng mong muốn, đến ngày 22 tháng 5 tới, cùng với cử tri trong tỉnh và cả nước, cử tri thị xã Ba Đồn tham gia bầu cử đầy đủ, nhiệt tình, đúng thời gian để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn, là sự kiện chính trị trọng đại của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Cũng trong sáng nay ngày 18 tháng 5, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Đoàn đã đến kiểm tra tại hai điểm bầu cử ở bản Chân Trùng và bản Đá Chát ở xã Trường Sơn. Tại các địa điểm nói trên, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử cơ bản đã được hoàn tất từ việc lập và niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử tóm tắt và danh sách những người ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Hiện tại ở hai bản Chân Trùng và Đá Chát, Ủy ban bầu cử các cấp đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử cho đồng bào dân tộc thiểu số. Việc bố trí phòng bỏ phiếu và trang trí điểm bỏ phiếu sẽ được tiến hành trong ngày 20 tháng 5. Tiếp đó, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử xã Trường Sơn để nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được cấp ủy, chính quyền xã Trường Sơn nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Theo đó, Ủy ban bầu cử xã Trường Sơn đã thành lập 8 tổ bầu cử trên địa bàn 15 bản của toàn xã. Tổng số cử tri được lập danh sách đi bầu cử là 2.845 cử tri, trong đó 100% số cử tri sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 2.642 cử tri sẽ tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử xã Trường Sơn đã công bố danh sách chính thức 44 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 với số đại biểu được bầu là 26 đại biểu. Hiện nay, Ủy ban bầu cử xã Trường Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân trên địa bàn về ngày hội bầu cử sắp được diễn ra, đồng thời tích cực chỉ đạo công tác bầu cử ở hai khu vực bỏ phiếu sớm của địa phương vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Cụ thể, khu vực bỏ phiếu số 7 gồm các bản Pơ Loang, Rin Rin, Dốc Mây và khu vực bỏ phiếu số 8 gồm các bản Hôi Rẫy, Nước Đắng. Đảm bảo công tác bầu cử sớm ở hai khu vực nói trên diễn ra thành công tốt đẹp với số lượng cử tri đi bầu cử đạt cao nhất. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh trong việc làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang lưu ý, cấp ủy chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức, về quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, để ngày bầu cử 22 tháng 5 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Ngoài ra, lực lượng công an, biên phòng, quân đội cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử. Phối hợp với chính quyền địa phương, bám nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống có thể xảy ra. Riêng lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương để hướng dẫn đồng bào dân tộc tham gia bầu cử.
giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh thành lập các tổ chỉ đạo tại chỗ ở hai khu vực bỏ phiếu sớm của xã Trường Sơn, có phương án dự phòng nếu tình hình thời tiết diễn ra không thuận lợi. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử xã Trường Sơn cần tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần để phục vụ tốt cho ngày hội bầu cử, như bố trí phòng bỏ phiếu và trang trí điểm bỏ phiếu, cơ sở vật chất và các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho cuộc bầu cử. Qua đó, góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Trường Sơn diễn ra thành công tốt đẹp với số lượng cử tri tham gia bầu cử đạt cao nhất. Sáng nay ngày 18 tháng 5, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 5 năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế trình bày chuyên đề về một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo đó, thực trạng về an toàn thực phẩm trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng trong thời gian qua đã và đang là vấn đề được người dân rất quan tâm. Đặc biệt là trong hơn một tháng qua, tại tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh ven biển miền Trung xảy ra sự cố môi trường biển nghiêm trọng, gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp của các ban ngành liên quan, nên tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn được kiểm soát tương đối ổn định, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào liên quan đến việc sử dụng cá chết. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng đã được triển khai kịp thời sâu rộng đến cộng đồng, nhờ đó đã nâng cao ý thức của người tiêu dùng. Hoạt động thanh kiểm tra liên ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm cũng đã được triển khai có hiệu quả. Cũng tại hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 5 năm 2016, một số nội dung liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như định hướng tuyên truyền trong thời gian tới đã được truyền đạt đến các báo cáo viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét, sâu rộng hơn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự kiện chính trị trong đại này. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tuyên truyền về các chủ trương của chính phủ, của tỉnh, về các chính sách hỗ trợ ngư dân, đồng thời tuyên truyền về những chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Bình và các dự án lớn triển khai trên địa bàn. Để định hướng dư luận, phản bác những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới, vùng biển để tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận thông tin một cách toàn diện hơn. Ngoài ra, một số nhiệm vụ trọng tâm sau cuộc bầu cử cũng được đồng chí Cao Văn Đình nhấn mạnh để các báo cáo viên nắm rõ nội dung cần tuyên truyền nhằm chủ động triển khai trong thời gian tới. Trong khuôn khổ cả hoạt động tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đội tuyên truyền lưu động của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vừa tập trung tuyên truyền tại địa bàn huyện Quảng Ninh. Theo đó, các xe trong đội tuyên truyền đã diễu hành trên các tuyến đường chính như quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, các địa điểm đông dân cư như chợ Quán Hào, chợ Võ Xá, Dinh Mươi, Hiền Ninh, Xuân Ninh. Nội dung chủ yếu tập trung tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, các nghị quyết chỉ thị hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp, tuyên truyền về pháp luật bầu cử, đặc biệt về các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử. Tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm tham gia sinh hoạt ở thôn xóm, khu dân cư, tổ dân phố để trao đổi về công tác bầu cử. Tuyên truyền vận động cử tri đi bỏ phiếu, bầu cử đúng luật, tạo không khí sôi nổi trong ngày bầu cử. Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tuyên Hóa cũng vừa tổ chức tuyên truyền lưu động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại thị trấn Đồng Lê và một số xã vùng cao như Thanh Hóa, Cao Quảng. Đợt tuyên truyền lưu động lần này được kết hợp giữa tuyên truyền miệng về cả quy định trong bầu cử, kết hợp với chương trình văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên nhân dân tham gia bầu cử. Với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu do các diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện thể hiện, mang đến cho người xem một không gian âm nhạc sôi động, ấm áp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Các bài hát ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương Tuyên Hóa anh hùng đã được các diễn viên thể hiện hết sức truyền cảm xúc động.
Chương trình tuyên truyền lưu động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc nhằm giúp người dân nhận thức rõ hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyên truyền để nhân dân nắm vững quyền lợi và trách nhiệm, tham gia tự giác tích cực để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần kính Chúa yêu nước, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, những ngày này, bà con giáo dân huyện Tuyên Hóa đang cùng với cử tri cả tỉnh, cả nước hòa chung trong không khí phấn khởi náo nức hướng về ngày hội của non sông đất nước. Dù đang vào mùa thu hoạch lúa đông xuân, nhưng bà con giáo dân thôn Nam Sơn, xã Mai Hòa vẫn thu xếp công việc đồng áng, tranh thủ thời gian đến nhà văn hóa thôn để xem bảng niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi đã hiểu hết được cái tầm quan trọng của cái cuộc bầu cử này và là tạo mọi cái điều kiện sắp xếp mọi công việc để rồi làm thế nào cái ngày bầu cử nó tròn vẹn cơ cấu của là cái địa bàn Mai Hóa cũng là bầu hai ứng cử của là thành phần công giáo, thì cái đó thể hiện là cái vẫn tôn trọng cái là mọi cái quyền dân chủ của mỗi người dân và là tất cả cả không phân biệt giáo lương đều là phát huy được cái trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm của là người công nhân Việt Nam. Thôn Kinh Trừng, xã Đức Hóa có 70 hộ với 321 nhân khẩu, hầu hết là bà con giáo dân. Trước đây đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và đánh bắt thủy sản trên sông nên gặp nhiều khó khăn. Đến nay, được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo nên đời sống của giáo dân thôn Kim Trừng từng bước được ổn định, diện mạo làng quê có nhiều khởi sắc. Sự đổi thay ngày càng củng cố thêm niềm tin của đồng bào công giáo đối với đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Ông Phạm Ngọc Thuận hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Kim Trừng, được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đức Hóa nhiệm kỳ 2016-2021. Ông rất phấn khởi và nguyện sẽ đáp hết sức mình đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Tuyên truyền vận động về nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con thì tôi làm tròn trách nhiệm của người công giáo và mình làm tròn của người công dân công giáo. Thôn Kinh Trừng là toàn tòng là công giáo nhưng mà rất là hồ hởi và chuẩn bị là rất tốt. Bà con cử tri sẽ là làm trách nhiệm là nghĩa vụ và quyền lợi của họ sẽ đến là tham gia bầu cử một cách đầy đủ. Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đến nay không khí náo nức phấn khởi hướng đến ngày hội của toàn dân đang lan tỏa trong toàn thể cán bộ và nhân dân huyện Tuyên Hóa, cùng với cử tri cả huyện, cả tỉnh và cả nước. 9.771 cử tri là bà con giáo dân của huyện Tuyên Hóa đã sẵn sàng để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình trong ngày bầu cử. Giao cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện là phối hợp với các cơ quan liên quan cùng với các xã thị trấn mà có đồng bào giáo dân đông là tổ chức cái công tác tuyên truyền về luật bầu cử đại biểu Quốc hội, rồi luật chính quyền địa phương, rồi các cái hoạt động khác để phục vụ cho cuộc bầu cử. Các cái đồng chí lãnh đạo của các xã thị trấn rồi gặp gỡ các linh mục, rồi các hội đồng mục vụ, trước hết là để thăm hỏi động viên về sức khỏe, hỏi thăm tình hình bà con giáo dân, rồi qua đó thì cũng để nhắc nhở và là quán triệt với linh mục, rồi các hội đồng mục vụ là quan tâm để động viên bà con giáo dân là tham gia một cách đầy đủ cái ngày bầu cử trên địa bàn phạm vi của địa phương mình. Và với không khí này thì chắc chắn tin tưởng rằng là công tác bầu cử trên địa bàn Tuyên Hóa nói chung và trong bà con giáo dân nói riêng tại địa bàn Tuyên Hóa sẽ thành công rất là tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết lương giáo và người công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt, bà con giáo dân huyện Tuyên Hóa kỳ vọng mỗi lá phiếu của mình sẽ lựa chọn ra những người tiêu biểu về đức tài xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, có những đóng góp quan trọng góp phần đưa Quảng Bình phát triển ngày càng giàu đẹp văn minh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Bình trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phóng sự nửa thế kỷ một niềm tin ghi nhận những kỷ niệm đầy xúc động của các cựu nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn Công Nhân dân Quảng Bình đối với Bác Hồ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Bình trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo.
Theo kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh viết tắt là PCI năm 2015, điểm tổng hợp chỉ số PCI của tỉnh Quảng Bình là 56,71 điểm, tăng 0,21 điểm so với năm 2014 và xếp thứ 50 trong bảng xếp hạng PCI năm 2015, sụt giảm 4 bậc và hiện đang nằm trong nhóm trung bình của cả nước. Đánh giá về nguyên nhân tác động đến việc sụt giảm thứ hạng PCI của Quảng Bình, ngoài những nguyên nhân khách quan như mức độ hiểu biết pháp luật đối với các doanh nghiệp còn thấp, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nguồn ngân sách của địa phương còn khó khăn, thì các nguyên nhân chủ quan như sự am hiểu về ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh còn hạn chế, chưa xây dựng được chương trình kế hoạch mục tiêu cụ thể và giải pháp hành động chi tiết, tính tiên phong năng động của các cấp các ngành và địa phương chưa cao, tinh thần thái độ và trách nhiệm đối với phục vụ doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính dù đã được chú trọng nhưng vẫn còn một số bất cập chồng chéo. Việc tiếp cận các thông tin về cơ chế chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh đối với doanh nghiệp còn hạn chế đã tác động không nhỏ đến kết quả năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Bình trong năm qua. Thực trạng đó cũng đặt ra nhiều thách thức đối với địa phương còn nhiều khó khăn như Quảng Bình. Thách thức lớn nhất của Quảng Bình thời gian tới là phải thu hút được nhiều dự án đầu tư hơn nữa và phát triển được các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Thì khi mà có một khu vực doanh nghiệp phát triển, khi thì sẽ có một cái nền kinh tế vững mạnh và việc làm được tạo ra, thu ngân sách cũng tăng trưởng. Để có một môi trường kinh doanh tốt thì không chỉ lãnh đạo địa phương, lãnh đạo tỉnh, mà các cấp sở ngành, các cấp huyện thị và những cán bộ công chức các cấp phải vào cuộc và phải đồng lòng với tinh thần mà hỗ trợ doanh nghiệp, đồng lòng với sự phát triển của doanh nghiệp, thì khi đấy mới có một môi trường kinh doanh thuận lợi được. Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp và các sở ngành liên quan đã tập trung phân tích về những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Trong đó đề cập đến nhóm giải pháp như cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, chú trọng đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo lao động. Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng thì mục tiêu chương trình kế hoạch triển khai cụ thể về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao tính năng động của chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, rồi thường xuyên và chủ động ra soát, chỉnh sửa bổ sung các thủ tục hành chính, đảm bảo cập nhật và phù hợp với các quy định mới ban hành, chuẩn hóa và kịp thời công khai trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là thủ tục hành chính có liên quan đến chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong làm việc của cán bộ công chức và có chế tài khen thưởng và xử lý vi phạm một cách rõ ràng, nghiêm túc, thực hiện hiệu quả chế độ giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các hành vi cán bộ bộ phận nhũng nhiễu gây phiền hà và đòi hỏi các cái chi phí không chính thức đối với các nhà đầu tư doanh nghiệp. Hội doanh nghiệp của tỉnh rồi liên minh hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò của mình, chủ động sáng tạo triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chủ trì tổ chức các cái chương trình đào tạo tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp, tập huấn tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp về PCI, bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành địa phương, để nâng cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong đánh giá chất lượng điều hành của sở ngành địa phương, đồng thời tích cực hiến kế để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục tổ chức các hoạt động gặp gỡ xúc tiến tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư doanh nghiệp ở nhiều cấp độ khác nhau, cấp tỉnh, địa phương, cấp huyện, thị xã, thành phố, các sở chuyên ngành để thực sự là đồng bộ hỗ trợ cho các nhà đầu tư doanh nghiệp. Để từng bước cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, Quảng Bình cần có chiến lược cụ thể và lâu dài. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn cần tích cực phối hợp để triển khai một cách đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hôm nay ngày 18 tháng 5, Hội vì sự phát triển người khuyết tật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đến thời điểm này, Quảng Bình có hơn 45.000 người khuyết tật, trong đó khoảng 90% sống tại vùng nông thôn, thu nhập thấp, công việc không ổn định, điều kiện sống khó khăn, nhận thức hạn chế, gặp nhiều rào cản trong hòa nhập cộng đồng. Trong nhiệm kỳ 2010-2016,
Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình đã huy động các nhà tài trợ, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tạo mọi điều kiện hỗ trợ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, đồng thời giúp người khuyết tật cải thiện sức khỏe, độc lập về kinh tế và tham gia hòa nhập cộng đồng. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình tiếp tục huy động mọi tiềm năng của xã hội, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp để tạo mọi điều kiện hỗ trợ người khuyết tật, động viên người khuyết tật phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những thành tích mà Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình đã đạt được trong công tác trợ giúp người khuyết tật trên các lĩnh vực như sinh kế, y tế và vận động chính sách. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội quan tâm chăm lo đến sự phát triển của người khuyết tật, giúp người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Đại hội cũng đã bầu ban chấp hành Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Là một nét văn hóa đặc sắc của bà con ngư dân xã biển Bảo Ninh, lễ hội lục niên cảnh độ mang ý nghĩa cầu mong thời tiết mưa thuận gió hòa, ngư dân đánh bắt thuận lợi. Với ý nghĩa đó, trong các ngày 17 và 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ninh đã tổ chức lễ hội lục niên cảnh độ năm 2016. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự. Trong lễ hội, phần lễ cầu ngư gồm các lễ rước văn, bạt sơn, bạt thủy, lễ tế, lễ chèo càn mùa bông, thả đèn hoa đăng. Đây là các nghi thức được phục dựng lại nguyên trạng như lễ hội cầu ngư vốn được tổ chức hàng trăm năm qua trên vùng đất này. Bên cạnh đó, phần hội bao gồm một số môn thể thao như kéo co nữ, lễ hội đua thuyền đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trong xã. Thanh niên thì thi thổ tài năng trong cả cuộc thi. Người già trẻ em hào hứng cổ vũ, động viên, tất cả tạo nên hình ảnh vui tươi, không khí sôi nổi ở vùng quê sông nước. Mình muốn bươn khơi, bươn xa để đàn bắt xa bơ thì ta phải dùng đến sức khỏe. Nhân dịp đó thì tất cả các tám thuyền bơi, tất cả của tám thôn ta đổ sức ra để thi tài, để lấy một cái sức khỏe của những tay bơi làng ngư biển của Bảo Ninh. Thả tổ chức cái không khí cầu mùa rất là vui vẻ, dân tới thì đông đúc và người ta tới là với một không khí hào hời phấn khởi. Tôi rất tự hào vì cả cái lễ hội này là có 300 năm nay nhưng mà đã để lại cho con cháu đời sau, để con cháu đời sau học tập những cái lễ hội để cầu mùa, cầu cho dân cuộc sống với dân là bình yên và làm ăn là mùa màng bội thu. Theo mong muốn của bà con ngư dân trong xã, lễ hội lục niên cảnh độ được phục dựng và tổ chức định kỳ 6 năm một lần. Năm nay, trước những thiệt hại về sự cố môi trường biển, bởi vậy, lễ hội lục niên cảnh độ càng có ý nghĩa động viên bà con đoàn kết, chia sẻ, khắc phục khó khăn, vững tin vươn khơi bám biển. Trong thời gian qua, thì do hiện tượng cá chết bất thường, thì lễ hội này cũng có mục đích để ổn định tư tưởng cho bà con và tiếp tục kêu gọi ngư dân bám biển, ra khơi bám biển và tiếp tục đưa những cái hàng hải sản xuất khẩu và tăng cường cái thu nhập và ổn định cuộc sống. Lễ hội cầu ngư trước hết là một hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của người dân vùng biển Nhật Lệ. Sau nữa là tín ngưỡng tâm linh gắn liền với công việc, đời sống sinh hoạt của ngư dân nơi đây. Với ý nghĩa đó, lễ hội lục niên cảnh độ đã được tiếp nối từ truyền thống hàng trăm năm, được tổ chức với đầy đủ niềm tin và sự kỳ vọng vào một mùa đánh bắt hải sản bội thu. Trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 5, Đội Tuyên truyền Văn hóa Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức biểu diễn văn nghệ tại 3 xã: xã Quảng Phú, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Đây là chuỗi hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân vùng biển. Cùng với thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế. Đội Tuyên truyền Văn hóa Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh và các đơn vị kết nghĩa đồng quân trên từng địa bàn để xây dựng những chương trình nghệ thuật hoành tráng, có chất lượng, tạo hiệu quả tuyên truyền cao, hấp dẫn người xem. Nhiều tiết mục đã được dàn dựng công phu với tính nghệ thuật cao, đã được hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân các xã ven biển đón xem. Bằng hình thức sân khấu hóa, ngoài những tiết mục chính của đoàn còn có sự tham gia của các đơn vị như đồn biên phòng Ròn, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, đồn biên phòng Lý Hoa và cả đơn vị thị đoàn thị xã Ba Đồn, các xã đoàn và các trường trung học, tiểu học trên địa bàn. Chương trình biểu diễn văn nghệ được kết hợp với việc phát tài liệu tuyên truyền về ngày bầu cử Quốc hội khóa 14,
bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Qua đó để bà con nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ mỗi công dân, đồng thời lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường vươn khơi bám biển, đẩy mạnh hoạt động đánh bắt xa bờ, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đề cao cảnh giác, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền kích động của kẻ xấu và các thế lực thù địch. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách khi đến tham quan tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thời gian qua, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật đã xây dựng các tour tuyến tham quan trong khu vực vườn thực vật thân thiện với môi trường, đổi mới hình thức đón tiếp du khách khi đến tham quan. Trong thời gian qua, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật đã tích cực xây dựng các tour tuyến tham quan du lịch sinh thái kết hợp diễn giải môi trường, ngắm cảnh thác gió, tắm hồ Vàng Anh. Với tổng chiều dài hành trình 4 km, trung tâm triển khai các dịch vụ nhà nghỉ, lều ngủ di động để du khách có thể tổ chức cắm trại và có những trải nghiệm tuyệt vời, quan sát động vật ăn đêm, giao lưu đốt lửa trại, ngủ đêm giữa rừng nguyên sinh. Bằng những hình thức tham quan du lịch gần gũi với thiên nhiên mà vườn thực vật đã thu hút được nhiều du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, vườn đã đón tiếp gần 2.000 lượt khách, trong đó khách nước ngoài đến tham quan và lưu trú qua đêm chiếm 80%. Được xem là phiên bản thu nhỏ của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ động thực vật kỳ thú, cảnh quan tươi đẹp, vườn thực vật hiện đang là điểm đến lý thú và hấp dẫn. Vừa tổ chức khai thác tốt các thế mạnh của vườn, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật còn đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh của vườn thực vật nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến nơi này tham quan, nghỉ dưỡng. Ban quản lý dự án ODA huyện Quảng Trạch vừa tổ chức nghiệm thu và nhận bàn giao dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch. Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có chức năng cấp nước sinh hoạt cho 10 xã vùng Nam và 12 xã phường vùng Bắc sông danh của huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn với gần 140.000 người dân hưởng lợi. Giai đoạn 1 dự án được đầu tư trên 12.600.000 euro, trong đó 10,6 triệu euro là vốn vay ODA của Hungary và trên 2 triệu euro là nguồn đối ứng trong nước. Trong giai đoạn 1, dự án thực hiện xây dựng nhà máy xử lý nước số 1, khu nhà điều hành và hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt đến đầu nối hộ gia đình cho 10 xã phía Nam sông Danh. Đến nay, cả hạng mục san nền giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trạm bơm nước thô, nhà máy xử lý nước số 1, khu nhà điều hành, công trình phụ trợ, tuyến ống cấp nước thô cho nhà máy xử lý nước số 1 và số 2 đã được xây dựng và lắp đặt hoàn thành. Riêng tuyến ống cấp 1, cấp 2 với tổng chiều dài toàn tuyến gần 54.000 m đã hoàn thành 95%. Còn tuyến ống dịch vụ và đầu nối gia đình dài gần 235.000 m hiện đã thi công đạt 70% khối lượng công việc. Nhà thầu cũng đã lắp đặt được trên 11.000 đồng hồ đo nước ở 10 xã vùng Nam sông Danh. Hơn một tháng qua, bộ phận kỹ thuật và ban quản lý dự án đang vận hành nhà máy phục vụ nước sạch cho người dân 10 xã trong vùng dự án. Sau khi nghiệm thu, nhà thầu Việt Nam Hydrop Roset đã bàn giao công trình cho ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch. Huyện Quảng Trạch đã giao trách nhiệm cho ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch quản lý vận hành dự án thật tốt để đảm bảo cấp nước có hiệu quả lâu dài cho người dân, đồng thời làm việc với nước bạn Hungary và các bộ ngành trung ương, các ban ngành của tỉnh Quảng Bình để sớm triển khai nhanh giai đoạn 2 của dự án nhằm cấp nước cho 12 xã phường phía Bắc sông Danh theo đúng kế hoạch. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 5, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
đông đảo các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ đã đến xem triển lãm. Triển lãm trưng bày gần 50 bức ảnh giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng như các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội. Các tác phẩm ảnh cũng là tư liệu để tuyên truyền vận động nhân dân bầu cử theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục cho các thế hệ trẻ trong việc tri ân những đóng góp to lớn của người cho một xã hội bình đẳng, dân chủ và văn minh. Triển lãm cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp tháng năm về, lòng người lại bâng khuâng nhớ Bác. Với những ai từng một lần vinh dự được gặp Bác Hồ, thì tình cảm hướng về người lại càng thêm rào rạt. Với các cựu nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Văn công Nhân dân Quảng Bình thời kỳ chống Mỹ cứu nước, họ không bao giờ quên niềm hạnh phúc được gặp Bác Hồ. Những lời căn dặn của Bác dành cho Đoàn Văn công Nhân dân Quảng Bình khi đoàn biểu diễn phục vụ người đã được các cựu nghệ sĩ, diễn viên mang theo suốt cả cuộc đời làm nghệ thuật. Bức ảnh này được chụp cách đây tròn nửa thế kỷ. 50 năm về trước, tối ngày 1 tháng 5 năm 1966, Đoàn Văn công Nhân dân Quảng Bình vinh dự biểu diễn phục vụ Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Phủ Chủ tịch. Không chỉ riêng với văn nghệ sĩ Quảng Bình mà đối với giới nghệ thuật cả nước, được gặp và được biểu diễn cho Bác Hồ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao hiếm có trong cuộc đời. Đến đoàn thì Bác bảo là các cháu công binh, các cháu có khỏe không, là cái câu đầu tiên Bác hỏi. Câu thứ hai thì Bác ngoắt tay là dù các cháu đi vào trong với Bác thì là anh Thọ, anh Quang là hô Chủ tịch muôn năm, Bác Hồ muôn năm, là hai anh là cứ hô như rửa. Thì nó tức lúc đó là chị em chúng tôi cũng rất là cảm động, người mua cũng khóc. Thì các khi nào Bác mới nói thế này: các cháu quân binh là chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi rồi, nhưng mà hôm nay gặp Bác là không được khóc, các cháu phải mềm mẻ đến chứ sao mình khóc. Tôi cảm thấy cái đời nghệ thuật của tôi hôm nay đã hơn 50 năm rồi, nhưng hình ảnh của Bác vẫn in sâu trong trí óc của tôi. Chúng tôi ý thức được thế này, là anh em chúng tôi thì cũng phải tài giỏi gì mà để được Bác là gọi đến mà biểu diễn cho Bác xem đâu. Nhưng chính vì chúng tôi được sống trong cái môi trường hai giỏi của quân và dân Quảng Bình, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, thì cái đó được Bác thương nhân dân Quảng Bình, là Bác thương đến chúng tôi. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, đất lửa Quảng Bình chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, để tiếng hát ác tiếng bom, tiếng loa hòa tiếng súng, cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Văn công Nhân dân Quảng Bình đã đối diện với muôn vàn thử thách, đổ mồ hôi, nhiều khi đổ cả máu trong suốt quá trình làm nghệ thuật phục vụ kháng chiến của mình. Trong cái cuộc chiến tranh, hy sinh trong chiến đấu thì có, một là có đồng chí Niệm là hy sinh ở bên Phà Quảng Hào, thì là có hai đồng chí là đồng chí Thọ và đồng chí Quang đã hy sinh khi xe chuẩn bị lên đèo Con thì máy bay địch nó ném bom. Hôm nay ngồi đây vẫn tưởng nhớ lại hai đồng chí đó và những đồng chí đã là hy sinh cho cái sự nghiệp văn hóa nghệ thuật nói chung và cái nghệ thuật văn công nói riêng, thì chính là chúng tôi vẫn nhớ đến những cái người đi trước để có chúng tôi hôm nay và có các cháu, các đoàn nghệ thuật truyền thống hôm nay. Mang theo trong hành trang tấm ảnh Bác Hồ chụp chung với nghệ sĩ, diễn viên của đoàn, mang theo trong trái tim những lời người căn dặn, cán bộ nghệ sĩ, diễn viên của đoàn không ngại gian khổ, hy sinh, bằng lời ca tiếng hát góp sức vào sự nghiệp vẻ vang chống Mỹ cứu nước. Đoàn Văn công Nhân dân Quảng Bình ngày ấy đã viết nên trang truyền thống đáng nhớ, đáng tự hào của giới nghệ thuật Quảng Bình một thời đàn bom, giành được sự mến mộ tin yêu của quân và dân trong tỉnh. Hình ảnh Bác Hồ bắt nhịp bài hát kết đoàn, kết thúc buổi biểu diễn của Đoàn Văn công Nhân dân Quảng Bình tại Phủ Chủ tịch luôn nâng bước nghệ sĩ, diễn viên của đoàn nỗ lực cống hiến cho quê hương. Nhiều ca khúc của nhạc sĩ Quách Mồng Lân, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương được viết trong chiến tranh, được hát trên trần địa, bên mâm pháo, cạnh bến pha, dưới làn khỏi bom còn vương trên các trọng điểm.
cho đến hôm nay vẫn được nhiều người nhắc đến. Dù cái giai đoạn chiến tranh nhưng mà chúng tôi là tự học là gì? Chủ yếu tự học, nhưng mà phải là cái tinh thần phục vụ thì rất cao. Cho nên cái chất lượng nghệ thuật nó cũng cao là nhờ cái tinh thần đó, cái tinh thần kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nói chung toàn dân được có cái tinh thần rất là mạnh liệt. Bức ảnh quỷ Đoàn Văn Công Nhân dân Quảng Bình chụp chung với Bác bây giờ đang được Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Quảng Bình trân trọng gìn giữ. Đội ngũ làm nghệ thuật của Quảng Bình hôm nay đang say mê lao động sáng tạo. Trong số họ, có người là con em của thế hệ nghệ sĩ, diễn viên đã từng được biểu diễn cho Bác Hồ xem. Tiếp bước truyền thống của cha anh, họ nỗ lực hết mình để hoạt động nghệ thuật ngày càng phong phú, hấp dẫn, đậm đà bản sắc quê hương, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức của công chúng. Trách nhiệm của thế hệ sau thì chúng tôi hiện tại bây giờ cũng xác định được rằng là làm thế nào đó để mình xây dựng được các chương trình phục vụ tốt cho quần chúng nhân dân, để không phụ lòng của các bậc, các bác, các cô, các chú đi trước, và đặc biệt là để đưa cái bản sắc văn hóa của Quảng Bình đến với bạn bè trong toàn quốc cũng như là quốc tế. Nửa thế kỷ, một bức ảnh vô giá, một niềm tự hào còn mãi với thời gian, và một niềm tin về Bác kính yêu luôn tỏa sáng trong trái tim các thế hệ hoạt động nghệ thuật trên mảnh đất Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn nghe thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi biển Quảng Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đá Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Đồng thời, gửi mẫu cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu. Kết quả quan trắc phân tích như sau. Kết quả quan trắc phân tích ở trên so sánh với QCVN10MT2015BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy 18 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện, được công bố tại website vea.gov.vn. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 18 ngày 19 tháng 5. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 5, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối có dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ.